Hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách xuất cái file video từ camera hành trình. Đây trên tay mình có một cái camera hành trình của Xiaomi. Thì mình sẽ chỉ mọi người cài đặt và hướng dẫn sử dụng cái camera hành trình. Đây là camera Xiaomi của mình. Mở camera Xiaomi đây. Các bạn mua thẻ nhớ cắm vào đây nha. Thì đã nhận diện sẽ nớ thì đây mình sẽ chỉ cài đặt cho. Mà đầu tiên là 30 hình 1 giây với khung hình là 1:92 x 1.80, cái lực hình này rất là cao nha bạn. 30 hình 1 giây có nghĩa là khi mình lựa chọn cách mà ghi hình vô thẻ nhớ thì nó sẽ hay đòi hỏi chất lượng cao á, thì thẻ nhớ bạn sẽ rất là mau hết. Và bạn chọn chất lượng thấp á thì thẻ nhớ của bạn sẽ lưu được lâu hơn. Đây 6 hình giây, 3 hình giây. Đó, khúc khung hình này quá đẹp nhưng mà thôi mình tiêu chuẩn như là được, mình cảm thấy ok. Lấy tiếng không. LCD trong 1 phút sẽ tắt, thấy không? Wi-Fi on, SD. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành xuất cái file vô điện thoại nha. Ở bao đây để mình chọn là bao. Thì nó có cái thông tin mật khẩu Wi-Fi là từ 1 đến 90 luôn. Mật khẩu Wi-Fi nha. Thì trước tiên các bạn sẽ phải kết nối Wi-Fi. Đây, kết nối Wi-Fi. Thì đây là mình đã kết nối sẵn với Wi-Fi camera hành trình rồi. Thì các bạn bấm vào hình này, nó sẽ có quản này, nó có cái link bên dưới đây 192.168.1, đã bấm vào thì nó sẽ truy cập vô bộ nhớ của camera hành trình. Đây hay là tin đây phim thì ngày hôm qua ngày 20 tháng 3 nè, 23 đây. Nó sẽ chia theo phút nha bạn. Đó, từng phút các bạn sẽ nhớ cái ngày nó bao nhiêu này, 300 mấy MB này, file rất nặng nè. Bạn không thích cái nào bạn xóa, nó sẽ tự đè cái mới lên. Như như mình lấy cái file này đi. Thì nó sẽ hỏi mình là có tải về hay là mở. Thì nó sẽ hỏi mình tải về để mình tải về. Đây mình tải sẽ tải về. Nó sẽ tải từ bên camera về hình, các bạn sẽ không có tốn dung lượng nhiều. Mình mở lên một file cho bạn coi. Mở đây. Chọn loại mở đây. Đây nó sẽ tải ra camera về, thấy không? Thấy không rõ, nét rất là nét. Mình không có phóng to ra được, nó rất là nét đây. Một file đã tải ra thành công rồi. Nó mở trực tiếp từ bên camera ra nha bạn, thành ra nó cũng nó sẽ load về hơi chậm đây, nó load qua hơi chậm. Mỗi cái 3 phút nó sẽ ngắt một file, 3 phút ngắt 3 file. Đó. Giọng cái clip của mình sẽ giúp cho các bạn xuất được cái file camera hành trình ra bất kỳ cái file nào các bạn muốn. Tại vì trên đó nó đã có phân chia ngày giờ rất là rõ ràng. Ví dụ như các bạn đi ngoài đường, các bạn thấy cái hình ảnh đó bạn muốn lưu lại thì các bạn nên xem ngày và giờ nhớ để mình mở cái file đó ra mình lưu lại, mình up lên, thì up lên Facebook chia sẻ file hài hước trên đường á mà mình muốn lưu lại đăng lên cho mọi người mà mình không biết làm sao. Thì hy vọng cái video của mình hướng dẫn cho các bạn một phần bổ ích cho các bạn lấy được file camera hành trình đẹp nhất, tốt nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất. Xin cảm ơn các bạn đã xem rồi, giỏi viết clip của mình.